cho em cái tỏ mẹ. Mẹ ghi đâu mà đem ra cho liệu tề? Hả? Nói mẹ xuống ghi đâu mà đem ra cho liệu? Lấy thôi để chứng minh nó ra mà ghi đi chứ.
hiểm nó đem nguy hiểm ra cho ai mà biết á. Như thì ai mà biết cái gì mà ghi vào đó chơi.
con đi bổn đấy. Ừ. Thì bổn con nắm không cứ đúng là mấy chị không à nhẫn à? Không mà đặt không nè, thấy là 2 dây một dây là chị là con một chị thôi. Rồi hiểu rồi, nắm nắm cái này là bổn nhẫn nắm là bổn là 20, con nắm là 25. Không này chị uống đi không có máu đôi à, dây không, nữa không phải bốn được uống đi có máu đôi dây nữa là đôi dây là 10. Rồi ok được qua không phải là bốn hai hai nhân với 15. Một đôi dây 10 là 15 là 30, 30 về cộng 5 đó là 35. Mà đang sai
gửi cả nợ vì thế mẹ kia không gửi nữa. Mẹ kia đi ấp trình á. Không, khỏi gửi quá nữa. Ủa, mẹ kia đi ấp trình á, lại năm rồi vậy đi. Khi hạn sẽ sắp xếp trái thời giá. Thôi đang nhìn nữa.